Nhưng ném đá phải đập lại. Không tìm. Không xem người khác tháo gỡ hương tục ta mì. Không cắt cỏ chăn trâu kiếm củi hoặc không đốt lửa ở khu vực có ba mình. Không đi vào khu vực có biển thành. Khi thấy vật lạ, đây là đen mì, hãy tránh xa và báo cho người lớn biết. Tránh đi vào các khu vực từng là khu căn cứ quân sự cũ. Khi thấy mình ở trong khu vực có ba mình, hãy đứng yên và kêu ta để được giúp đỡ. Tránh xa khu vực có ba mình. Sử dụng đường mòn khi đi lại ở một khu vực không quen thuộc. Sắp xếp những bức tranh theo đúng trình tự trong bài học.